Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Thân. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cả tử vi vận hạn của cái tháng 11 âm lịch, tức là tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Như đã biết thì mình chia sẻ nhiều về tử vi phong thủy, thì là cái nếu như mà xét mình tuổi Thân gặp tháng Tý, và nghe là thấy khoái rồi ha, Thân Tý Thìn tam hợp, đó là tám hợp về thần địa chi. Mà thường thì trong tử vi hàng tháng của mọi người mình xét nhiều là mạng, thiên can và địa chi cho cái ba cái trụ chính mà để xét về tử vi. Mạng là xét về bổn mạng và sức khỏe, thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều về phần công việc và tài lộc, rồi là địa chi về phần tình cảm gia đạo. Như vậy thì có tam hợp địa chi, tức là có cái sự tốt đẹp về tình cảm gia đạo, và khi mà cái tình cảm gia đạo nó tốt đẹp thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ xã hội của mình nó tốt đẹp hơn. Như vậy thì chưa gì đã nghe được cái tín hiệu tích cực. Có ba cái thì có một cái là tam hợp là thấy có tích cực nhiều rồi, còn cái việc còn lại là cái thiên can và địa chi nó tùy vào từng tuổi. Ví dụ tuổi Thân nó có tới năm tuổi Thân mạng mộc, tuổi Thân mạng kim, tuổi Thân mạng thổ, thì đó tùy vào lấy mà ứng vào tháng. Thì như vậy thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu xem là tuổi Thân nào sẽ được thêm cái lợi lộc ở cái trong cái tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi này, hay là tháng tuổi nào phải cẩn thận những gì đó ngoài cái việc tốt đẹp của địa chi là gia đạo tình cảm ra. Thì đầu tiên hết thì em sẽ chia sẻ cho những người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Mình phải nói là thật sự là các cô các chú, bởi vì tuổi này chỉ nhỏ hơn tuổi bà mẹ mình 1-2 tuổi thôi, cho nên là phải kêu là các cô các chú. Tuổi Bính Thân thì mệnh là Sơn Hợi Hỏa. Như vậy xét về trụ mạng thì tháng là Bính Tý là một tháng thủy. Như vậy là xét về trụ mạng là thủy nó sẽ khắc hỏa. Mạng bị tháng khắc, sức khỏe cần cẩn trọng nhiều điều, đề phòng những cái việc xấu có thể tai nạn phạm thân, nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì là trong cái trụ mạng thì nó có ba cái mà mọi người phải cần chú ý là mạng bị tháng khắc tháng, rồi là mạng khắc tháng, rồi là mạng bị sinh xuất tháng. Thì trong đó là tháng mà khắc bổn mạng là xấu nhất, rồi là mạng khắc tháng thì nó xấu như nhìn, và cái sinh xuất bổn mạng là bị suy hao về sức khỏe, không có quá lo lắng, không được khỏe, người khó chịu một tí xíu thôi chứ cũng không đến nỗi nào quá nguy nan. Rồi thiên can chữ Bính sẽ đồng hành, Bính Thân sẽ với lại Bính Tý sẽ đồng hành, cho nên là không có gặp khó khăn, không có gặp chống phá ở trong công việc bình thường. Người Bính Thân thì cũng đã có người là nghỉ hưu, còn các anh chị kinh doanh thương mại là chủ yếu, cho nên là công việc của các anh chị ở trong cái tuổi này cũng không có vị gì lớn. Người Bính Thân thì vốn dĩ là thông minh, có được cái tầm nhìn khá tốt, chỉ vì đổi thôi là nam mạng tuổi này thì hơi nóng tánh và gia trưởng một tí xíu thôi, đúng không? Thiên can thì Thân Tý là thuộc nhóm tam hợp, Thân Tý Thìn, dấu hiệu của tình cảm gia đạo yên vui. Khi mà cái dấu hiệu tam hợp này nó có phần tương sinh cho các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Như vậy là đối với cái tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng 11 âm lịch này, thì người Bính Thân sẽ phải cẩn thận chủ yếu là phần bổn mạng sức khỏe thôi, còn tình cảm gia đạo và công việc thì tình cảm thì quá tốt đẹp rồi, tình cảm gia đạo quá tốt đẹp rồi, công việc thì không có gì chống phá. Đó là một điều rất là tích cực đối với các anh các chị, các cô các chú tuổi Bính Thân. Rồi tiếp đến đó là người Mậu Thân sinh năm 1968 với mệnh là Đại Trạch Thổ. Người mà mệnh Đại Trạch Thổ này xét về mạng là tháng người mệnh Thổ gặp tháng Thủy là Thổ khắc Thủy, bản mệnh khắc tháng, không tốt đẹp cho cái bộ mạng và sức khỏe, cần cẩn trọng một tí xíu. Khi mà như đã em phân tích ở trên này ha, cái này là cái xấu thứ nhì về bổn mạng, thì có thể nói là cái này không có đến nỗi nào là
tai nạn phạm thân hay là nguy hiểm tới bụng mạng, có thể là suy yếu, có thể bệnh nhưng mà không đến nguy hiểm tới bụng mạng của mình. Các chị nữ thì do có sao không tốt cho nên là cái tháng này tuy có tam hợp nhưng mà bị cái bổn mạng mà khắc tháng thế này thì nhớ cẩn thận hơn là nam. Thiên can mậu bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là mậu thì thuộc thổ, bính thì thuộc hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh, mà hỏa sinh thổ, cho nên là công việc hành thông, thậm chí là có tài lộc. Với cái địa chi tam hợp là thân tý thìn, tuổi thân gặp tháng tý là thân tý thìn, dấu hiệu của tình cảm gia đạo sẽ có nhiều điều tốt đẹp, thậm chí là có dâu có rể gì đó, nói đến cái tuổi này của anh chị thì là mà nó còn tương sinh cho cái việc tốt đẹp của công việc nhờ cái thiên can của nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Hy vọng là các mối quan hệ sẽ sinh tài lộc cho cả canh các chị tuổi mậu thân. Rõ ràng tuổi mậu thân thì cũng giống tuổi bính thân, thậm chí là tốt đẹp hơn tuổi bính thân một tí xíu, là tuổi bính thân một chút xíu là cái bổn mạng nó ít bị gặp nguy hiểm hơn, cho nên là thôi ok. Còn lại thì công việc và gia đạo là như nhau ha. Rồi người tiếp theo mà mình phải xét đến cho những người tuổi thân đó là các em trai em gái tuổi canh thân sinh năm 1980 với mệnh thạch lựu mộc. Người mà thạch lựu mộc gặp tháng bính tý là tháng thủy, là nếu như vậy là bổn mạng được tương sinh, thủy sinh mộc cho nên là bổn mạng tốt, sức khỏe tốt, tài tinh và phúc tinh vì thế được hưởng lại, sẽ có được cái tốt đẹp cho mình. Rồi thiên can thì không được ngon lành cho lắm, đó là chữ bính của bính tý, nó khắc chữ canh. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc báo hiệu sẽ có nhiều khó khăn, cẩn thận lâm vào cái bế tắc và chống phá rất là nhiều. Nếu là các em nữ mạng thì mình phải cẩn thận ở trong ngày tháng này nhiều hơn. Công việc xấu, cẩn thận vun vén nó gọn gọn lại một tí xíu ha. Địa chi thì thân tý thìn thuộc nhóm tam hợp. Người ta nói tam hợp hóa được tam tai, hy vọng rằng với tam hợp và bổn mạng được tương sinh sẽ phần nào khống chế, tại vì có ba cái để xét về tử vi mà, thì mình có hai cái nó rất là tốt mà một cái thì rất là xấu. Hy vọng hai cái rất tốt này sẽ phần nào khống chế bớt cái việc công việc làm ăn, nó không có bị rơi vào cái tình trạng mà lâm vào bế tắc ha. Tại vì là hình nên nhớ là thủy mà sinh mộc thì cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ phát huy hết cái tác dụng của nó, hy vọng rằng nó sẽ phần nào tỏa ra khống chế cái chuyện khó khăn của thiên can của tháng ra ha. Đó là cái thông tin về tử vi vận hạn của cái tháng bính tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi đối với người canh thân. Tiếp theo của người tuổi thân đó chính là các em nhâm thân sinh năm 1992. Nhâm thân, người ta nói trai nhâm gái quý, trai nhâm thân thì sướng hơn là gái nhâm thân. Gái nhâm thân thì khá là đa đoan, đẹp người nhưng lại không tốt đẹp về tình cảm. Rồi như vậy thì mình sẽ xét chủ mạng là với mạng kim gặp tháng thủy là kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng có phần suy yếu. Đặc biệt là khi mà bổn mạng bị sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh chính vì thế cũng yếu đi, sẽ có ảnh hưởng phá vào bại tình nó hoành hành. Thiên can thì không tốt đẹp cho lắm với chữ nhâm chữ bính, đó là thiên can của mình khắc tháng. Công việc báo hiệu sẽ có một chút khó khăn chống phá, đặc biệt là coi chừng cẩn thận với các em nam. Để ý một tí xíu, các em nam mà làm cái việc gì đó mà không có chính đáng thì tháng này nhớ cẩn thận, nhìn trước ngó sau rồi hãy thực hiện, chứ nếu không là mệt mỏi đó. Với cái tháng sinh xuất bổn mạng phúc tinh yếu đi cộng với cái thiên can bấy như thế này thì cần cẩn thận nhiều điều. Địa chi thì như cũng giống như các tuổi thân khác với thân tý thìn tam hợp, cho nên là đây là dấu hiệu tình cảm gia đạo không có vấn đề. Đặc biệt là cái điều này rất là tốt đẹp cho các em mà nhâm thân đang gọi là nữ mạng á,
nhân thân nữ mạng đang gọi là còn phòng không chiếc bóng. Tháng này theo anh tìm hiểu mà tử vi cả năm á, thì tháng này cung đào hoa phát rất mạnh, cho nên là hy vọng là sau tháng này thì sẽ có một cái anh nào đó muốn đi đâu, có anh nào đó chở ha, muốn ăn cái gì của anh nào đó đưa mình đi, đó là một điều rất là vui vẻ. Tuy nhiên là cũng giống như là nam mạng thì cần phải cẩn thận cái công việc và cái sức khỏe một tí xíu. Sức khỏe thì không quá nặng nhưng mà công việc thì cẩn thận. Dù sao đi nữa, với cái chữ nhâm khắc bính, công việc có chống phá có gì đi nữa thì các em vẫn giải quyết được ha, các em nữ mạng thì vẫn giải quyết được, nhưng mà tốt nhất là mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Chữa bệnh mệt lắm nha. Rồi, người cuối cùng của tuổi Thân chính là các em Giáp Thân 2004 và các bác Giáp Thân 1944 với mệnh tùy trung thủy. Giáp Thân thì còn nhỏ, đang ở trong giai đoạn đi học, Giáp Thân 2004 còn Giáp Thân 1944 thì đang là những người ăn hưởng tuổi già, cho nên là mình sẽ xét nhiều anh các chị có con hoặc là có cha mẹ mà tuổi này á, thì mình chỉ xét nhiều về phần tình cảm, gia đạo và cái sức khỏe mà thôi. Thì với cái mệnh thủy gặp tháng thủy là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, cho nên là ok, tạm thời là tốt, đúng không ạ? Địa chi thì thuộc nhóm thân tí thình tam hợp, cho nên là gia đạo tình cảm không có nhiều cái sự xào xáo, có chuyện đem tới buồn phiền. Nói chung là người Giáp Thân ở trong cái tháng tháng bính tí này, ngoài cái việc mà được tam hợp gia đạo tình cảm tốt đẹp ra thì bản thân sức khỏe cũng không có vấn đề. Như vậy thì đó là một cái điều rất là tích cực, đúng không? Mình đã chia sẻ xong cái tử vi của cái tháng bính tý đối với mọi người. Ngoài cái việc tích cực ha, có nhiều cái tốt đẹp ở trong tình cảm và gia đạo, đặc biệt với các em nhân thân nữ mạng có cái cung đào hoa song hành với mình, hy vọng sẽ có được cái tình cảm tốt đẹp và vui vẻ. Thì bên cạnh đó thì người canh thân và nhân thân bị cái công việc có cái rắc rối, có cái sự xung khắc về thiên can, sẽ có cái báo hiệu nhiều cái rắc rối không tốt đẹp ở trong cái công việc. Hy vọng rằng đây là cái thông tin mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho hai cái tuổi canh thân và nhâm thân, đưa ra cái nhận định và những cái sự cẩn thận ở trong cái công việc của mình, để mà có được cái tháng bính tý tam hợp địa chi lan rộng đến công việc của mình. Với những cái thông tin mình chia sẻ, hy vọng nó là cái hành trang nhỏ để mọi người ứng dụng vào cuộc sống mà có được cái tháng bính tý thành công mỹ mãn. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.